mình sẽ review một chú cua khổng lồ. Ủa chứ nhận khổng lồ chứ. Nè đây là một... Ủa phải cua phần đáy mặt đấy là to. Ê cua mà không phải nhận. Rồi nghe chị hay nói nè. Cua luôn nè. Đó. Nó siêu nhiều gai luôn. Nó rất rất là nhiều gai. Cái miệng nó có cơ quan phức tạp. Dạ nó rất là bự nha. Mình thấy mình hay như chiếc xỉn cửu của mình nó nặng 100g. Ít lộn 100kg. Hỏi ba cho nặng bao nhiêu ký. Nó nặng bao nhiêu ký vừa? 2,5 kg. À con cua này nặng 2,5 kg. Tưởng 100kg. Thì nó có khoảng 6 cái chân và 2 cái càng. Cái chân nó siêu to luôn nè các bạn. Đó. 2 cái càng nó thì khá là nhỏ nhưng mà kịp siêu đau luôn. Đó, nó rất là bự nha. Và nó còn dán tem xuất xứ từ Canada. Rồi mình có để, ba mình có để những cái bậc đá ở dưới đây để cho nó sống. Bởi vì nó sống ở một cái vùng rất là lạnh. Và nó rất là nhiều gai các bạn đó. Ở đâu nó cũng có gai luôn, dưới bụng nó cũng có gai nữa để... Nhờ ba dở lên cho chị dở cái bụng lên coi. Cô này còn sống luôn đó. Đó còn cái miệng này đó, miệng đó. Cơ quan phức tạp. Đó, ở dưới bụng nó có rất là nhiều gai trắng. Đó nó vô cạn mà nó kẹp siêu đau luôn. Ê, ép. Mở cái càng đó kìa. Kẹp. Sao nó kẹp mặt mình vậy? Tại vì nó hết đó. Nó tự kẹp mặt nó luôn. Tại vì hết. À tại vì nó thích vậy. Có mấy cái râu nữa các bạn. Hai cái râu ở trong. Dạ rất nhiều râu ở trong miệng. Đó, ở trên đầu nó có cái gai khá là sắc ba. Còn có hai gai này nó tổng cộng là 3 cái gai trên đầu. Đó. Cái chân nó siêu dài luôn. Thì cái con chân cua nó dài này, ra đây mình nói lên cái. Sẽ cho các bạn xem cái chân. Nó bị đất dài. Rồi. Cái chân nó sẽ có kích cỡ như thế này. Cái này là nó chỉ là mới nằm trong cái thao này rồi. Cái giống như là cái bồn tắm em bé vậy đó. Cái bồn tắm không ạ? À nằm trong cái bồn. À cái thao rất là dài, rất là dài. Đo cái thao bằng bao nhiêu găng tay? Đo thao ra từ đây nè. Đo qua đây bao nhiêu găng tay nhỉ? Nó dài hơn cái thao. Dạ, nó dài hơn cái thao. Đó, kì đây nè, đó găng tay nè, một găng tay nè. Xong rồi tiếp đây. Vang găng nữa. Rồi đây thẳng một găng tay tới đây. Rồi. Nhấc cái ngón cái ra đây nữa. Dài hơn cái thao mẹ. Cái này rồi. Thẳng thẳng cái ngón tay ra. Hai găng tay. Và đánh dấu ở đây. Cái ngón cái đem lên đây. Rồi đó tiếp. Ba găng tay. Rồi đó tiếp vậy. Thẳng nè. 4 găng tay. Wow, cái thao này bằng 4 găng tay của Kitty. Mà cái chân nó nằm mà chưa có duỗi thẳng ra luôn á. Nó mà duỗi thẳng ra thì phải dài hơn cả cái thao này. Nó qua kìa. Ừ, duỗi thẳng ra thì chắc nó có mấy sợ 8 găng tay mình nữa chứ. Cái này tóc. Ừ. Đâu chứ cái thao này. Nó bị đất cái đó rồi. Ừ. Đó, rất là to. Đó kinh khủng. Cái này giống như là nhện có càng vậy. Giống như con nhện có càng. Mà nó không, mà nó có màu nâu nâu. Không phải là màu xấu xịt như là mấy cái con cua bình thường vậy. Nó có màu trắng trắng ở dưới chân. Và đây là nữa nè. Và cái con cua này thì nó, con cua bình thường thì nó có 8 cẳng 2 càng. Còn con cua đây là có 6 cẳng 2 càng. Và cái càng nó nhỏ hơn cái chân. Thường là cái chân nó sẽ nhỏ hơn cái càng đó các bạn. Cua thường thì cái chân nó nhỏ hơn cái càng. Còn cua hoàng đế thì cái chân nó bự hơn cái càng. Con này là con đực. Mình theo mình thấy thì con này một càng nhỏ hơn càng kia. Vậy hả? Con càng này nhỏ hơn càng kia thì gọi là con đực hả? Dạ đúng rồi. À hay quá ha. Dở dở cái mai lên phải con đực không? Ta dở lên thử coi vậy. Dở như mấy. Cả đừng trúng gai á bà. Đừng kẹp bao trúng gai á. Cái mai này chắc mai con đực ha. Bỏ xuống. Thôi bây giờ video mình kết thúc ở đây thì cảm ơn các bạn đã video. Làm sao với các bạn nha. Hùng thần tới đây. Bye bye các bạn nha. Ê, giờ mình xin.
thì trong thùng.